Cà phê có tác dụng giảm cân. Tại sao? Lý do thứ nhất đó là caffeine có trong cà phê có tác dụng sinh nhiệt, tăng cường trao đổi chất và giúp quá trình đốt cháy calo cũng như là mỡ thừa diễn ra một cách nhanh chóng. Thứ hai đó là đào thải nước dư thừa. Cà phê có tác dụng lợi tiểu, vì vậy nên khi chúng ta uống cà phê thì cơ thể dễ dàng đào thải ra một lượng nước dư thừa rất là lớn, cũng như là những cái chất cặn bã giúp quá trình giảm cân nhanh hơn. Yếu tố thứ ba làm chậm quá trình sản xuất gluco. Ở trong cà phê thì có một axit tên là axit chlorogenic. Axit này thì làm chậm cái quá trình sản xuất ra gluco trong cơ thể, do đó giúp quá trình giảm cân của bạn dễ dàng hơn. Yếu tố thứ tư đó là kiểm soát cơn đói. Khi bạn dùng cà phê thì thức uống này sẽ giúp bạn duy trì được trạng thái cơ thể và năng lượng rất là tích cực, do đó thì bạn không có nhu cầu là phải nạp thêm đồ ăn cũng như là ít cái cảm giác bị đói. Chúc các bạn giảm cân thành công với cà phê, và nếu các bạn thấy video của Quỳnh hữu ích thì hãy tìm follow cho Quỳnh. Đồng thời nếu các bạn có những góp ý gì để video của mình hoàn thiện hơn thì hãy cũng comment cho mình được biết. Xin cảm ơn các bạn.